Quý cô bác tuổi Kỷ Dậu kính mến, mình được tử vi hoan hỉ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác tuổi Kỷ Dậu sẽ trải qua một tháng có nhiều biến động, hung cát ẩn tàng. Nhưng nếu như quý cô bác cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Những người hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, để giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể của quý cô bác tuổi Kỷ Dậu trong tháng 7 âm lịch tới đây sẽ diễn biến ra sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Tổng quan tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Người tuổi Kỷ Dậu có tính cách năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Họ luôn sôi nổi yêu đời và tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Họ có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và luôn cố gắng phấn đấu để đạt được quyền lực, địa vị trong cuộc sống. Họ có khả năng giao tiếp tốt và thuyết phục được người khác. Họ cũng rất quan trọng vẻ bề ngoài và chăm chút cho bản thân. Họ sống rất trân trọng và giữ gìn tình yêu và gia đình. Người tuổi Kỷ Dậu có sự nghiệp rất thành công và phát triển, họ có khả năng làm việc hiệu quả và chịu được áp lực cao. Họ có tài lãnh đạo và quản lý tốt, họ thường là những người có vị trí cao trong xã hội hoặc trong tổ chức mà họ làm việc. Họ có thể đảm nhiệm được nhiều lĩnh vực khác nhau và luôn đạt được kết quả tốt. Người tuổi Kỷ Dậu thích làm những công việc có tính sáng tạo, thử thách và đòi hỏi sự tư duy logic. Họ cũng thích làm những công việc liên quan đến giao tiếp, truyền thông và thuyết phục người khác. Họ có sở trường nhìn thấu được suy nghĩ của người khác. Phản ứng nhanh nhạy, cho dù gặp bất cứ chuyện gì đột xuất nào họ đều nghĩ ra đối sách phù hợp. Họ rất giỏi trong việc đối nhân xử thế, luôn hòa nhã, thân thiện với bạn bè, vì vậy họ vừa có thể trở thành một người dễ gần, dịu dàng nhưng cũng có thể trở thành một người làm việc không chính đáng và khá xảo trá. Những tính cách đặc biệt đó có thể giúp họ rất nhiều trong việc phát triển sự nghiệp riêng của mình. Người tuổi Kỷ Dậu thường tự huyễn hoặc phóng đại những thành tích mà mình đạt được lên gấp nhiều lần. Họ cũng luôn chú ý giữ gìn hình ảnh của mình, thích trang điểm, ăn diện. Họ cho rằng diện mạo của mỗi người là yếu tố quan trọng nhất, giúp họ giành được thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Họ có đầu óc nhanh nhạy, linh hoạt, nhưng sự nóng vội hấp tấp lại khiến họ không thể làm tốt được một việc lớn nào. Người tuổi Kỷ Dậu rất yêu cái đẹp, đặc biệt là phụ nữ. Họ thích được ăn mặc trang điểm đẹp và cũng có khả năng phối hợp màu sắc tốt hơn người khác. Đặc điểm này cho thấy họ vô cùng cẩn trọng khi lựa chọn sự nghiệp để phát triển. Người tuổi Kỷ Dậu có vận mệnh rất may mắn và thuận lợi, họ có nhiều cơ hội và thách thức trong cuộc sống, họ có khả năng vượt qua gian nan, thử thách để đạt được thành công và phát triển, họ có nhiều người giúp đỡ và ủng hộ cho công việc và cuộc sống của họ, họ cũng có được sự yêu mến và kính trọng của mọi người. Những người mang bản mệnh Kỷ Dậu làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận và chu toàn, họ có thể đảm nhận nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Họ có tầm nhìn xa và khả năng phân tích tốt. Họ thường là những người có tầm quan trọng ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Họ có biệt tài ăn nói, thuyết phục người đời, họ thích được người khác tán thưởng, khen ngợi và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, người tuổi Kỷ Dậu cũng có những nhược điểm cần khắc phục. Họ thường quá tự cao, kiêu ngạo và không chịu thua kém ai. Họ khó chịu khi bị phản bác, chỉ trích hoặc bị so sánh với người khác. Họ hay nhìn thấy những sai lầm, khuyết điểm của người khác nhưng lại ít thừa nhận những thiếu sót của mình. Họ đôi khi quá cứng nhắc, bảo thủ và không chịu thay đổi theo hoàn cảnh, họ cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng, hãm hại hoặc ghen ghét. Đánh giá tổng quan vận trình tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023
kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Tháng 7 năm 2023 âm lịch này, với tuổi Kỷ Dậu mà nói là một tháng nhiều thách thức, song cũng đồng thời tạo ra không ít cơ hội để bản mệnh bứt tốc mạnh mẽ về phía trước. Về mặt sự nghiệp, tam hội cục xuất hiện, đảm bảo cho các mối quan hệ xã giao của bản mệnh diễn ra suôn sẻ. Con giáp này dễ gặp được người cùng chí hướng với mình, nếu hợp tác với những người như vậy, bạn sẽ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Tuy nhiên, thành công đến chẳng dễ dàng gì khi mà khối lượng công việc gia tăng, chính quan cho thấy với tinh thần trách nhiệm cao của con giáp này, chỉ khi hoàn thành tốt nhiệm vụ thì bạn mới dừng bước chân. Không những thế, từ những sai sót, bạn rút ra được bài học cho bản thân để hoàn thiện bản thân hơn. Hơn nữa, điềm báo tử vi cho thấy trong tháng bạn rất có thể sẽ được quý nhân giúp đỡ kịp thời, nên nếu có mệt mỏi thì cũng chớ vội nản lòng nhé. Rồi mệnh chủ sẽ đạt thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ có được thành công như mong đợi. Công việc ở thời điểm này nhìn chung vẫn đang có những bước tiến triển nhịp nhàng, nhưng nếu muốn đạt được bước đột phá rõ ràng hơn, đòi hỏi bạn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Ngoài ra, trong tháng này, Nguyệt lệnh lâm thai tượng trưng cho sự thay đổi, chuyển hóa, hứa hẹn vận trình của bản mệnh sẽ ngày càng hanh thông. Nếu có ý tưởng hay dự án nào lớn, bạn có thể cân nhắc triển khai trong thời gian tới, tỷ lệ thành công không hề thấp đâu nhé. Về phương diện tài lộc, dân gian quan niệm tháng cô hồn là tháng xui rủi, dễ hao tài, tốn của. Nhưng có vẻ với người tuổi Kỷ Dậu thì điều này không đúng lắm với bạn, ít nhất là đường tài lộc của bạn không đáng lo ngại cho lắm, giúp con giáp Kỷ Dậu có thể yên tâm hơn rất nhiều. Việc kinh doanh buôn bán trong tháng cũng đang tiến triển như kế hoạch, thu chi cân đối. Hơn nữa, con giáp này còn có khả năng quản lý tài chính tốt, chỉ cần lên kế hoạch chi tiêu khoa học, đảm bảo tích lũy được một khoản không hề nhỏ. Nói như vậy, không có nghĩa là bạn được chủ quan đâu nhé. Trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, cho nên tài vận của bạn đang duy trì ở mức ổn định thôi, chứ chưa thể vượng phát. Ngoài ra, tháng này có thể sẽ có người hỏi vay tiền bạn đấy, hãy tìm hiểu thật kỹ xem mục đích của đối phương có chính đáng hay không. Nếu không, bạn nên tìm cách từ chối khéo léo để tránh mất cả tình, cả tiền. Bản mệnh nên nhớ lúc này là tháng 7 âm lịch, dễ có rắc rối lớn với bất cứ chuyện nhỏ nào nếu bạn không cẩn thận. Một lưu ý, đó là việc động thổ, mua nhà cửa, xe cộ, tích trữ vàng nên để sang thời gian khác tránh gặp phải xui xẻo. Xem phi tinh tháng, bát bạch nhập cung Tây Nam, đây được coi là phương vị vượng tài khí trong tháng 7 âm lịch. Vì thế, tuổi Kỷ Dậu có thể nên đặt quả cầu phong thủy để kích hoạt từ trường tích cực, thúc đẩy tài lộc vượng phát, việc kinh doanh, buôn bán ngày càng thuận lợi. Về phương diện tình cảm, xem tử vi tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, tin mừng là chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Dậu ngày càng hanh thông. Xem phi tinh tháng, phương vị đào hoa tháng 7 ở hướng Đông Nam, theo đó, bạn nên chú trọng dọn dẹp khu vực này trong ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ, để nguồn năng lượng phong thủy tích cực lưu thông tốt, thúc đẩy tình cảm thêm phần thuận lợi. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng 7 năm 2023 dự báo sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, cần chú ý nhiều tới chế độ ăn uống, tập thói quen ăn đúng bữa, đúng giờ nhằm hạn chế tình trạng đau dạ dày. Bạn cũng có thể vấp phải một số bệnh vặt do thay đổi thời tiết, dù không đáng lo ngại nhưng vẫn khiến cơ thể mệt mỏi, không có sức sống. Bạn chỉ cần chú ý tỉnh dưỡng thường xuyên, rèn luyện thân thể để tăng sức đề kháng là không còn gì phải lo. Lưu ý là cần dưỡng sinh phối hợp với nhiều biện pháp như ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, điều hòa khí huyết để tăng hiệu quả. Ngoài ra, kim khí vượng trong tháng cô hồn cũng nhắc nhở con giáp này nên cẩn thận khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, đi lại cẩn thận, vì thời điểm này có nguy cơ cao, bản mệnh sẽ phải đối mặt với những chuyện không mong muốn, có thể là gặp rắc rối như hỏng xe giữa đường, sự cố, tai nạn. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969 đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1 từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Sự nghiệp của bản mệnh về cơ bản là tốt trong suốt tuần này, nhờ có chính ấn nâng đỡ, bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm cũng là một điểm cộng nếu lãnh đạo có ý định cất nhắc cho bạn. Tuy nhiên, dù công việc có thuận lợi thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, kẻo đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc này không hay. Bản mệnh làm ăn tương đối ổn định vào tuần này, song cuối tuần có cơ hội làm ăn sẽ đến với bạn nhiều hơn.
người làm công ăn lương có thể được nhận một khoản thưởng nóng. Trong khi đó, những người chăm chỉ làm thêm cũng sẽ tìm được nhiều mối hợp tác đáng tin cậy. Trong tuần này, người tuổi Kỷ Dậu nhận được khá nhiều niềm vui trong tình cảm. Người đã lập gia đình, biết quan tâm hơn tới nửa kia của mình, tình cảm gia đình có nhiều biến chuyển tích cực. Bạn nhận ra rằng người nhà chính là hậu phương vững chắc cho mình trước mọi biến cố của cuộc sống. Quý nhân, Tỵ, Mùi, tiểu nhân, Thân, Hợi, màu sắc may mắn, đen, tím, con số phát tài, 30, 90, 61. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu về cơ bản là bình ổn trong tuần này. Bạn vẫn sẽ vướng phải sự cạnh tranh của đồng nghiệp dưới tác động của Thiên Quan và Tỷ Kiên. Nhưng sự cạnh tranh đó là cần thiết nếu bạn muốn vươn lên khẳng định bản thân. Tuy nhiên, dù cạnh tranh dưới hình thức nào đi chăng nữa, bản mệnh cũng vẫn cần phải chú ý cách hành xử của mình, tránh mang lại cho người khác ấn tượng xấu. Nếu đạt được thành tích tốt mà lại không được lòng lãnh đạo, thì bạn vẫn khó có thể được cất nhắc. Sao tử vi hứa hẹn sẽ mang lại may mắn hơn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian tới. Lĩnh vực tình cảm có khởi sắc vào giữa tuần, nhưng sau đó mọi việc lại trở về ảm đạm như cũ. Có lẽ bạn vẫn chưa thực sự buông bỏ được những khúc mắc trong lòng mình, nên bạn cũng khó có thể hoàn toàn nghiêm túc và chân thành thực sự. Quý nhân, Tuất, Thìn, tiểu nhân, Tỵ, Ngọ, màu sắc may mắn, cam, đỏ, con số phát tài, 35, 68, 03. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần này cho thấy người tuổi Kỷ Dậu sẽ phải vượt qua nhiều vấn đề mới, mong đạt được cái đích mà mình đặt ra. Vì vậy bạn chớ nên vội đầu hàng khi gặp phải khó khăn, hãy luôn tin tưởng rằng sự cố gắng, nỗ lực của bạn sẽ nhận được sự công nhận của mọi người vào một ngày nào đó. Tình hình tài chính của bạn không có nhiều điểm sáng, có thể đầu tuần những người làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản tiền kha khá do thực thần mang lại, nhưng từ đó về sau bạn khó có cơ hội tìm được công việc như ý muốn của mình. Chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Dậu có tốt và có xấu, muốn tình cảm phát triển ổn định hơn, đôi bên cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể bao dung hơn. Bạch Hổ mang lại điềm báo cho bạn, cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Quý nhân, Hợi, Thân, tiểu nhân, Ngọ, Dần, màu sắc may mắn, nâu, vàng, con số phát tài, 24, 57, 83. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Tình hình tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu chủ yếu rực rỡ vào đầu tuần và giữa tuần, thực thần cho thấy bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Bên cạnh đó, người làm đầu tư kinh doanh cũng có thể tìm hiểu được những đối tác đáng tin cậy. Sự nghiệp của bản mệnh chưa chắc đã được thuận lợi như thế. Thương quan và kiếp tài xuất hiện, mang lại cho bạn nhiều điều phiền phức. Tuần này tốt nhất là bạn không nên mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, có chuyện gì thì nên bình tĩnh thảo luận với nhau. Điểm mạnh của bản mệnh vẫn có nhiều cơ hội được cấp trên trọng dụng. Thiên Đức Cát Tinh cho thấy, chỉ cần bạn biết đâu là thời điểm cần khẳng định bản thân, đồng thời không quá kiêu ngạo, gạt ngoài tai lời người ngoài nói, thì chắc hẳn chuyện thăng tiến là hoàn toàn có thể. Về phương diện tình cảm thuận lợi, gia đình êm ấm, hạnh phúc, đây chính là điều khiến bạn cảm thấy tự hào nhất. Bạn yêu thương và trân trọng tổ ấm nhỏ bé của mình, đây chính là nơi mà bạn muốn trở về luôn nhớ đến sau những vấp ngã và khó khăn ngoài kia. Quý nhân, Sửu, Thìn, tiểu nhân, Tý, Dần, màu sắc may mắn, đen, hồng, con số may mắn, 69, 71, 04. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong tháng 7 âm lịch. Con giáp này gánh vàng còng lưng, tiền vàng đầy nóc, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé! Vận mệnh người tuổi Kỷ Dậu, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm là tiết mang trùng, người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này sự nghiệp dễ thành vinh hoa phú quý, tuy cũng có lúc thất bại, có khả năng hậu vận gặp khó khăn, nhưng cơ bản công danh của con giáp này không tồi, tài năng được trọng dụng, vận trình của họ thăng trầm bất định, khi xa cơ lỡ vận, có thể vì thế mà gặp chuyện quan tụng, được lục thân giúp đỡ, có gia đình hỗ trợ. Tiền vận sự nghiệp thành công, nhưng không lâu sau đó dễ bề thất bại. May nửa đời sau có bạn bè, quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp dần ổn định, song không có phát triển gì quá lớn, cuộc sống sung túc, đủ đầy. Tuy nhiên, vận trình không được tốt lắm.
Vận mệnh người tuổi Kỷ Dậu, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, trời khô hanh, song cuộc đời của người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này lại vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, hạnh phúc, an nhàn suốt cả cuộc đời, tổ nghiệp phúc dày, cha mẹ anh em giúp sức, vợ chồng hòa thuận, giúp cho tuổi Kỷ Dậu thoải mái theo đuổi ước mơ của mình. Con giáp này không cần phải lao động quá mức vất vả mà vẫn có được cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng chuyện gì. Tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 7 âm, có tham vọng lớn về sự nghiệp, được quý nhân trợ sức, người thân trợ lực, việc gì cũng trôi chảy thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Vận mệnh người tuổi Kỷ Dậu, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ, người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này là những người thông minh, lanh lợi, sống có lý tưởng, có ý chí, cuộc đời sau này vinh hoa, phú quý, được nhiều người ngưỡng vọng. Tháng 8 âm lịch mang tới cho người tuổi Kỷ Dậu nhiều tin vui vì không phải lo lắng về vấn đề tài chính, quyền lực, địa vị đều có được nhiều người ngưỡng vọng. Tuy tổ nghiệp ít ỏi, không được hưởng di sản hay được người thân giúp đỡ, nhưng con giáp này dựa vào chính sức mình mà làm nên, chăm chỉ, cần cù học hỏi từ nhỏ đã có chí lớn, tài học hơn người, lại không ngại khó, ngại khổ. Trên con đường sự nghiệp có quý nhân nâng bước, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp hanh thông, nhanh chóng phát triển, nhất là theo con đường làm ăn kinh doanh thì càng thuận lợi. Vận mệnh người tuổi Kỷ Dậu, sinh tháng 9 âm lịch. Người tuổi Kỷ Dậu sinh vào tháng 9 âm, tức là tiết bạch lộ, cuộc sống sung túc, tự do, thoải mái, không chịu bó buộc, tài vận hanh thông, tình duyên vượng sắc. Người này tuy không được nhiều gia sản cha ông để lại, nhưng ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ nên cả đời không gặp phải sóng gió gì lớn, có thể phiêu diêu, tự tại. Sinh vào tháng 9 âm, người tuổi Kỷ Dậu tính tình cương liệt, cứng rắn, có phần nóng nảy, thích lấy mình làm trung tâm nên khá độc đoán, có thể cũng chính vì thế mà đường tài lộc cực kỳ lý tưởng, không bị khó khăn nào cản trở. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.